Xin chào mọi người. Hiện tại mình đang ở ngay đầu nguồn của hồ chứa nước thủy điện Cửa Đạt. Thì hôm nay thì mấy anh em chú cháu của mình sẽ đi vớt lưới mọi người ạ. Đây nhá, mọi người nhá, đây mấy anh em đang buộc cái xuồng để mà cái bè nhá, cái bè để mà tí nó ra giữa dòng ngoài kia. Đấy, ra giữa dòng ngoài kia để mà hôm qua thì các chú với các anh đang ngâm lưới ở đấy. Đây là đầu nguồn của thủy điện Cửa Đạt nhé mọi người nhá. Đây có chào mọi người nhá. Hôm nay mình với bạn Toàn ở trên bắt mọt xuống cùng với mấy anh em ở dưới này để mà đi lấy lưới hôm qua mấy anh em đây này. Hôm qua mấy anh em đi ngâm mọi người ạ. Ở dưới kia có một cái xuồng mọi người ạ. Ngày xưa ở đây là chỗ nào của Xuân Khao nhỉ, ông Khuyên nhỉ? Đấy. Vâng. Làng Răng à? Suối Răng luôn. À đây là ngày trước là ngày xưa là suối, cũng không phải ngày xưa, cách đây khoảng tầm 15 16 năm ấy thì ở đây là ngày trước là thuộc xã Xuân Khao của huyện Thường Xuân, Thanh Hóa mọi người nhá. Đây mấy anh em đang chuẩn bị buộc bè để mà ra vớt cá đấy mọi người ạ. Xa xa bên kia là ông Thương ơi. Ông bên kia là ông Thương. Anh em hay trêu đùa gọi là ông Thương móm. Đây ông đang trèo xuồng lại, trèo bè lại bên chỗ anh em để nói chuyện. Trời hôm nay cũng hơi nắng mà bây giờ xuống suối thì rất mát mọi người ạ. Thì bạn Toàn đang bảo là bạn ấy sẽ bơi ra bên kia. Bạn Toàn sẽ bảo sẽ bơi ra giữa dòng bên kia. Bạn sẽ mượn bè để bạn trèo ra để mà đi vớt cái chài ấy. À vớt cái lưới mọi người ạ. Đi ra cuối thoải mái ngồi đấy luôn đấy nhá. Quay sang bên này nhỉ. Ăn trèo trèo này. Có kêu này. Không phải. Ăn gì đó trèo nè.
Cái này cái chèo à? Đây là cái chèo chế, cái chèo chế, cái chèo chế mà. À, đây, đây lấy chèo này. Anh em chèo. Rồi. Ôi. Cũng, ở đây thì có bốn anh em đang ngồi trên cái bè này thì cũng hơi bập bênh mình ạ. Lái bỏ thôi. Thì mình thì riêng mình thì cũng được 75 cân rồi, với lại có đội anh Hắng đây thì cũng chắc tầm 65 cân rồi. Có ông Khuyên bên kia đấy, ông Khuyên hơi nhẹ. Khuyên thì chắc 45 47 cân. Ôi hồ, nó bập bay. Hai anh em xuống bơi rồi mọi người ạ. Hai chú cháu xuống bơi. Đây ra bên kia là cái phao mọi người ạ, cái phao mà lưới, cái phao mà hôm qua anh em hai chú cháu ngâm lưới. Hôm qua thì mình đi Lào nên là cũng không xuống đi được với mấy anh em nên hôm nay chỉ đi vớt với anh em thôi. Chú với anh thôi. Đây này, đây là cái phao mà để tức là mình đánh dấu ấy, đánh dấu mà chỗ mình đặt điểm, mình đặt cái lưới ấy. Hôm nay nếu mà được cá to thì anh em đang sẽ có cái chế biến cái món lẩu cho mọi người nhá. À không phải món lẩu, mình nhầm, cái món gỏi cá nha, gọi là láp cá láp nha, cá láp nha. Cá láp thì tiếng Thái mình gọi là cá, tiếng Thái chỗ quê mình gọi là cá láp, nhưng mà ở trên miền xuôi thì gọi là gỏi cá. Đấy, bên kia có cái phao đó kìa mọi người. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là đấy các cái chai lon nhựa ấy, các cái chai nhựa ấy thì ở bên kia đó thì răng từ bên này sang bên kia là ta nhìn thấy các cái lon nhựa, cái lon nhựa để mà gọi là đánh dấu đấy. Đây nha, lưới đây nha mọi người nha. Đây, chỗ cái cây đấy. Đấy, chỗ cái... đấy, đây đây. Cái cây này để đánh dấu mọi người ạ. Lặn xuống dưới này thì theo chú ấy, anh bảo là cũng phải khoảng 3 mét nhỉ. Đây, lưới thì mắc từ bờ bên này nhá mọi người nha. Rồi sang bên kia. Đấy mọi người có thể nhìn thấy các cái chai nhựa ấy, là tức là những cái mốc ấy. Mốc để mà lưới nó, mình nhìn thấy cái lưới nó không bị chìm xuống ở dưới. Đang hơi mắc mọi người ạ. Đang mắc chú Khuyên chú ạ. Đang lưới đang bị mắc nên là chú Khuyên chú lặn xuống để mà gỡ nhá.
Ở đây xuống chắc phải khoảng 3 mét nhỉ? Hơn nhỉ? À, tức là lưới bị mắc xuống cái ở dưới có cái gốc cây ấy. Ở dưới đáy của nó có cái gốc cây nên là nó đang bị mắc vào trong đấy. Lấy đang bị mắc mọi người. Ồ, cái thuốc này. Ồ, thứ mê này. Thứ mê này. Đó. Wow. Thế luôn mà. Đi chưa chưa chưa. Đấy, thành quả nhá mọi người nhá. Thành quả hôm nay nhá. Con được một con cá rô một tao hú tí. 1 cân mọi người. Tao hú tí. Này tao hú tí mà phạt phân ô luôn. Có đi mà đi. Ao đi. Cá này sống ở đây tự nhiên nên là tính rồi, ngon lắm mọi người ạ. Là ok đây. Đi. Đi thẳng lên. Đó, cho trong bì này mọi người. Giang mang một bì làm hết. Cố có mày gì mà. Nước mát lắm rồi ạ. Thực ra mình cầm máy quay trên này ngồi khá trùng chành người ạ. Rớt xuống nước một phát thì cũng nguy hiểm đấy. Đó là cũng phải cố gắng tác nghiệp gọi là thực tế nhất cho mọi người xem. Để biết được cái đời sống văn hóa ở người dân vùng cao của mình như thế nào mọi người nhá. Bắt được một con cá rất lạ mọi người ạ. Cá này là hình như cá kiểu như cá dọn bể hay sao. Hôm trước mình xem cái kênh của các bạn Nhịp Sống Tây Bắc thì cũng thấy bắt được một con cá như thế này mọi người ạ. Cá này ăn ngon lắm. Mình chưa ăn bao giờ nhưng mà thấy các chú bảo ăn ngon lắm. Đây, bì bỏ cá đây. Cho cá vào trong bì đấy mọi người nha. Hổ áo sờ luôn vào cái máy bát nhỉ. Tí nữa lên bờ mình sẽ quay cận cảnh con cá lạ lúc nãy mà vừa lấy được nha mọi người nha.
bây giờ đang trên bè đang trông chênh lắm nên là mình không dám cử động, nên cứ phải ngồi một chỗ thôi. Cá này cá chép đấy chứ, cá chép. Cá mướn. Ô, con này mới ngon này mọi người này. Cá mướn khổng lồ. Cá chép à? Cá mướn khổng lồ. Ngon quá, được con cá ngon rồi ạ. Cá mướn khổng lồ. Con này cá mướn rồi nhá. Cá mướn bình thường thì nó chỉ được khoảng tầm 3 ngón tay thôi mọi người ạ. Nhưng mà con này mình thấy là bằng cả một cái bàn tay mình như thế này này. Đấy. Tắm một tí cho nó mát. Mát quá. Tuyệt vời. Tạp không vâng. Lấy khẩu gì? Chứ treo mà chẳng khuyến hóa đúng nào. Hả? Treo nhiều, vừa treo chẳng khuyến hóa. Anh em vừa đi một vòng ra đến mãi dưới kia mọi người ạ. Thì bây giờ thì chú cháu anh em đã xuống kiểm tra hết các cái mẻ lưới mà đặt dưới kia rồi. Thì cũng không được nhiều lắm, chỉ được hơn 2 cân thôi, hôm nay được ít. Thì bây giờ anh em chúng tôi trèo bè vào bờ rồi. Trèo bè vào bờ để mà cất bè, để anh em mà tí nữa lên trên kia, đi lên trên này khoảng tầm 500m thì xe đang cất trên đấy thì chúng tôi về thôi. Đấy. Video của mình hôm nay xin được tạm dừng tại đây mọi người nhé. Mọi người hãy đăng ký like và chia sẻ ủng hộ kênh của mình nhé. Bye mọi người nhé.